Alo, xin chào các bạn. Hôm nay Vi ra vườn nè, Vi muốn khoe cho các bạn cây bầu của Vi hôm nay rất là tốt luôn. Hôm nay may mắn quá có người em cầm camera giùm Vi ha. Thường thường là Vi không cầm được. Này các bạn, khoe trái bầu đầu tiên bự dễ sợ luôn. Bây giờ là chiều dài là khoảng chừng 8-90 cm rồi đó. Cái này thì Vi sẽ để giống, tại vì cái giống này rất là hiếm. Thì cái này ba Vi ươm á, bây giờ bắt đầu hết bột thì Vi sẽ để giống. Hôm nay Vi ra vườn để Vi thu hoạch mồng tơi các bạn. Đây là lần đầu tiên Vi thu hoạch mồng tơi trong năm. Thì Vi chưa có ăn á, cho nên nó lên mấy cái vòi như vậy nè. Thì Vi sẽ cắt ngang luôn, tại vì Vi không muốn cho nó leo á. Các bạn thấy không, nó cũng lớn này, đó cũng được bằng cái tay của Vi. Thì bây giờ Vi sẽ thu hoạch, mình chừa những cái mắt giống như vậy nè các bạn, thì những cái mắt này nó sẽ đâm ra những cái đọt mới ha. Đó, thì Vi cắt như vậy đó, ở đây Vi cắt vậy, Vi sẽ chừa hai cái mắt này, thì trên hai cái mắt này nó sẽ ra những cái đọt khác, thì lần sau mình có thể thu hoạch những cái lá lớn ở dưới đây á, Vi cũng thu hoạch luôn nè các bạn. Đó, thì các bạn thấy không, đây nó có những cái tược mới nè. Mà Vi trồng cái này ở dưới đất á, có cái con gì nó cũng ăn, nó làm cho bị lỗ lá nè. Đó, thế nào mà cái lá hơi bự thì Vi cắt luôn cho nó rộng vườn. Đó các bạn, giống như vậy đó, thì Vi sẽ cắt ở đây, Vi chừa hai mắt giống như vậy. Thì các bạn thấy không, cái này là vài bữa nó sẽ phát triển ra lớn, thì mình cắt mình sẽ thu hoạch tiếp, mình ăn tiếp được luôn. Đó, giống như ví dụ như ở đây á, thì Vi sẽ thu hoạch giống như vậy, Vi chừa như vậy để cho nó ra ngay khúc này. Mồng tơi này nó chỉ phát triển trong vòng một tuần vừa qua đó các bạn, một tuần hai tuần vừa qua thôi, tại vì đợt trước nó lạnh, nó đứng yên, nó không có phát triển nè. Cái này thì chắc lát nữa, cái này nếu mà nó già thì mình bỏ đi, mình sẽ ăn cái cúc non thôi. Đây, nó cũng tốt ha các bạn ha, coi này, có một năm Vi trồng tốt lắm, cái này nó bự bằng cái mặt Vi luôn á. Năm nay thì nó vừa vừa thôi. Đấy, cái này là nó ấy vòi luôn mà Vi không muốn thì Vi cắt nó đi, tại vì Vi để ăn hơi chậm á, cho nên nó dài ra. Coi vậy chứ nhiều lắm á các bạn. Các bạn thấy cây mướp của Vi không? Bây giờ nó lên vàng rồi đó. Cái cây này thì nó cao, bữa trước Vi có cắt đọt rồi. Bây giờ Vi đợi cái cây này á, vài bữa nó lên vàng á, Vi sẽ cắt đọt Vi cho các bạn coi luôn. Ở đây cũng có một cây mướp nữa này, mướp hương đó các bạn. Đó, vài bữa nó lên vàng thì mình cắt đọt, thì Vi sẽ làm một cái video cắt đọt cho các bạn coi ha. Nè các bạn ơi, thu hoạch ở ngay cái vị trí này thôi nè, mà được một rổ quá trời bự luôn nè các bạn. To quá ha. Nè các bạn, cái lá nè chưa bự bằng cái mặt ha, nhưng mà cũng to. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của Vi nha. Gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mong các bạn ủng hộ, like, share và subscribe để ủng hộ Vi nha. Bye bye.